Rồi, xin chào quý khách của em đã trở lại kênh Mát Cắt Cỏ của cửa hàng Thành Hợp ha. Địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha mấy anh. Mấy anh nào mua hàng thì mấy anh cứ lên tới xã Trung Hưng rồi mấy anh điện cho em. Rồi em sẽ ra em đón cho mình ha. Rồi hôm nay em lên lô máy chữ N nha. Máy hôm nay 12 cây ha mấy anh. Giá là 1 triệu 2 một cây trở lên. 1 triệu 2, 1 triệu 2 50, 1 triệu 3, 1 triệu rưỡi, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6, 1 triệu 7, 1 triệu 8, 2 triệu, 2 triệu, 2 triệu rưỡi, 2 triệu rưỡi ha. Đó. Rồi hôm nay em có lên là TG Kawasaki ha. Nativo Maru gì? Robin Cup Maru 20. Đẹp như đập thùng ha, ga bóp zin. Kiwit 235 ha, là Echo 235. Magu 23 tâm liền, ga bóp zin. Xenon cơm mít su nha. Thì này là cơm mít su tôm gời. Này là Magu tôm gời 26cc. Này Xenon cơm mít su tôm liền. Này 27cc luôn nha em anh. Mít su tên là 261 có trợ lực ha. Lắp bắn tĩnh điện màu hồng luôn. Rồi, Kiwit 315 có trợ lực ha. 36 ly công suất là 31cc. Rồi, em có thể giới thiệu sơ lược từng cây máy mấy anh coi thì mấy anh nhớ là cây nào phù hợp với mình thì mình chốt. Chốt thì tôi nghe cái đó mình coi cho nó nhanh ha. Và nhớ là cho em xin nút một nút đăng ký kênh và một nút like. Để anh em mình tương tác tốt thì mấy anh nhớ đăng ký kênh để anh chị em like xong nó sẽ nổi lên cái trang của mình ha. Dễ là chỗ đó. Rồi mấy anh đặt hàng liên hệ giùm em số điện thoại là 0913136620. Cái số này có Zalo và Zalo là Mai Thị Thanh Chị ha. Còn cái số dưới mấy anh điện chùm cuộc gọi mấy anh điện số trên giùm em 0858256356. Đó, số này cũng gặp em luôn ha. Rồi bên em thì nhận ship hàng toàn quốc từ trong Nam ra Bắc nha. Và thời gian đi hàng là trong vòng 7 ngày. 7 ngày đó là một tuần lễ đó. Mà mấy anh không nhận được hàng mấy anh điện cho em để em đi kiếm đơn kiếm hàng mình tới đâu rồi ha. Và đặc biệt mấy anh mua hàng trên mạng thì mấy anh phải đợi nha. Chứ nhiều khi do mưa bão này kia nọ hàng tới không kịp, bơm hàng tội nghiệp em nghe mấy anh. Rồi được xem hàng nổ máy trước khi nhận ha. Đặc biệt em không có lấy cọc nha. Là kèm theo 6 món phụ tùng là có dây đeo nè, trắng tỏ, tiếp mở bugi, lục giác 4, đĩa dài với cái ổ phát cước ha. Còn mình không lấy đĩa dài, không lấy ổ cước thì em cho đĩa tròn. Anh phải yêu cầu nha. Này là nhớt hai thầy ha, bình này 1 lít 100 ngàn nha. Em là em bán hàng, em bao nổ, bao thử máy nhưng mà xăng với nhớt mà anh phải chuẩn bị thử nha em anh. Chứ không có cho đi theo, xăng nha. Ví dụ như anh mua bình nhớt này ha, thì mấy anh chuẩn bị xăng. Pha với tỷ lệ là 1 lít xăng, mà anh pha dùm em 40 hoặc 50cc nhớt hai thầy ha. Là mình bóp, bóp nó sẽ qua cái đường bên đây nó xuống đây. Cái bình nhớt của em nó có cái bình nhỏ bên hông cho mình lường rất là hay. Nhà anh mua máy thì mấy anh mua nhớt theo cho nó tiện nha. Đặc biệt em bao ship cho mình luôn thì mấy anh cứ việc chốt đơn. Rồi em vô cây N1 đầu tiên, Kawasaki. Mà chạy nó bốc hét rõ ràng ha. Đó, bình xăng lớn gì hệ thứ gì. Hôm bữa em có lan cây mà khách chốt nè, mà hôm bữa anh nào chốt ruột thì mình tranh thủ chốt lại mấy anh ơi. Hệ này chạy rất là bền nha. Nè, lốc máy rất là sáng và đẹp ha. Chế zin, cái chế dập da ban luôn nha. Tum nhôm tum gời luôn ha, xịn sò luôn ha. Biết sơn zin nha. Công tắc bật xuống là tắt nè, bật lên là mình mở ha. Chịu 2 trên N1, hai tay cầm ga giữ nha. Trắng cỏ zin đầu bò zin theo máy nha mấy anh ha. Là 1 triệu 2 bao ship tới nhà 6 món đi kèm. Hệ này cắt cỏ nhỏ ha, cắt cỏ gia đình nhỏ chứ bằng cắt cỏ mà bằng lưỡi cắt á, cắt bằng ngón giò cái là em bao đứt cho mình luôn ha. Rồi N1 1 triệu 2 em sang N2 là Nativo 23cc 32 ly. Máy nổ quá giòn ha, mà nghe phê luôn. Cái chế zin one barrel ha. Chế này hai kim nha, một kim chỉnh đây, một kim chỉnh ở đây, là hai kim. Bình xăng lớn zin, máy móc zin hết ha. 1 triệu 250 ngàn cho N2, tung liền tung nhựa nha. Rồi cái lắp nè, cái lắp này có thun thì nó nhịp nghe mấy anh, chứ không phải lỏng nha. Hầu như là lắp nào cũng vậy ha, loại hệ máy này nha. Đó, em nói trước tình hình máy đó, công tắc nè, hai tay cầm ra giữ nha. Đầu bò zin theo máy, lắp bắn tĩnh điện màu đen luôn nha mấy anh. Chỉ có 1 triệu 250 cho cây máy 32 ly, 23cc ha. Máy zin hết luôn. N3 Rubin.
Robin 20cc 30 ly ha. Chế zin, le đỏ tự động nha. Đó, anh nào mà máy mà không gành thì mình có thể mua máy này xài nha. Đổ xăng khoan nhớt vô bóp vú xăng, đóng le lên ga là nó nhảy mở le ha. Để có nhiều trường hợp khởi động máy đóng le để gì lên hoài hơi ngập xăng tắt hụ cái điện cho em la làng tôm liền tôm nhựa nha, công tắc zin, hai tay cầm ga giữ ha, trắng cỏ zin đầu bò zin đó, lắp đồ zin hết luôn nha em nha. Máy móc nè rất là còn sáng và đẹp ha. Đó, cái máy này nó rất là gọn nha, tiện lợi dễ sử dụng ha. Đó, anh nào mà mua máy về xài gia đình thì mình chốt cây màu đỏ Robin này giùm em, chỉ có 1,3 triệu thôi. Số thứ tự là N3, 1,3 triệu, bao ship tới nhà, 6 món đi kèm. Rồi em sang N4, Magu Yanma ha. Trọng lượng là tầm 4kg ngoài thằng em anh, nó đổ áo vô cách nhiệt đó. Đó, còn rất đẹp ha, nói chung còn thiếu cái thùng thôi. Đó, cái thùng bị dách ở bên Nhật á. Đó, trời ơi, ốc zin trắng tư rất là đẹp. Áo quá đẹp man, áo zin đó đó. Đó, bình xăng lớn cũng zin luôn, chế zin ga ngang 1 kim ha. Lắp dập mắt in Japan. Đó, anh nào mua máy về cắt cỏ mà vừa sưu tầm mình chốt cái này giùm em. Chế zin One Pro. Ha, ở dưới chỗ cái con ốc ngang này có chữ One Pro. Có nhiều anh ấy không thấy ha, đem soi kỹ cho coi nha. One Pro sẽ dập ở dưới đây. Đó. Tôm liền tôm nhựa ha, công tắc nè. Hai tay cầm ga bóp zin. Đó, ga bóp mọi dịch luôn ha. Anh nào muốn chốt một kiếm công ga bóp zin thì chốt nó đi. Nhiều anh làm khó xử lắm em. Chốt cái máy đó đó mà rồi lấy cái đầu ga bóp này thảy qua. Rồi cái này em bán cho ai? Phải không? Khó xử lắm, trắng cỏ zin là bò zin ha. À, đáp đầu zin, quá đẹp. Có 1,5 triệu thôi. Đó, hàng về siêu tầm ha. N4 30 ly 1,5 triệu. Thùng máy còn luôn. Thùng máy của mình xăng lớn còn luôn ha. Hạn chế va đập dưới vỡ nha. Xịn sò luôn. Rồi. Em sang N5. Em nói số thứ tự N mấy thì anh coi chốt cho đúng giùm em. Giật lại tích. Rồi. Cái này nó có trợ lực lò xo ha em anh. Giật nhẹ nhàng luôn. Chế zin ra ngang nha, bình xăng lớn zin ha. Tôm thì tôm nhựa. Tôm liền ha, mà cái tôm nó dày. Đó, ở trong nó còn một lớp nữa nha. Đó. Ngon lành luôn, 2-3 năm ha. 1,5 triệu trên N5 nha, hai tay cầm, ga giữ nha, công tắc trên di động. Bật xuống là tắt, bật lên là mở. Mấy anh mua máy mấy anh phải để ý công tắc mà nó nằm ở đâu. Đó nhiều anh nó lụi hụi kiếm công tắc không có cái đóng cái lè là cho nó tắt. Mà đóng cái leo hoài cái nó ngập xăng chứ nó đâu phải là dễ đâu anh. Đó, trắng cỏ zin đầu bò zin ha. Rồi, hai tay cầm 1,5 triệu cho N5 ha. Kiêu vít màu đẹp. Rồi, N6 Maru Yanma ha. CC 32 ly nha. Máy này cực kỳ là đẹp nha mấy anh. Cái màu này rất là sạch sẽ ha. Wow, bình xăng lớn zin. Chế zin quanh rồi ga ngang nha. Tôm liền tôm nhựa ha. 1,6 triệu cho N6 giùm em. Hai tay cầm ga bóp zin ha. Trắng cỏ zin đầu vào zin. Lắp có dập mắt in Japan cho mình luôn. Wow. Thùng bình xăng lớn còn luôn ha. Nói chung là những cái hệ Magu á mấy anh rất là dễ xài. Phụ tùng đa dạng dễ thay thế ha, chạy cực kỳ là bền. Rất là bền ha. Đó. Mà nói chung máy nào thì nó về độ bền thì do mình xăng với nhớt mình pha thôi. Chứ mấy anh pha mà không đúng công thức xăng với nhớt thì nó cũng đi về chậu ông bà rồi làm hại bán cho mấy anh được cây nữa ha. Hôm bữa gặp ông khách, ông nói là máy pha nhớt ở trên mạng nó chỉ như vậy đó. Ở trên mạng nó chỉ khi máy nó hư ai thành cho mình, phải không? Mà anh phải nghe đúng cái lời của người bán hàng, pha đúng tỷ lệ đi, lỡ như có gì ta thành cho mình. Đó. Em là em thành, còn chỗ khác thì em không biết. Nghe bắp viên nha. Rồi. Em sang N7 232. Quá đã mấy anh ơi, 232 mà cái xác nó như 2226 ha. Thật sự nó có 232 nha.
Made in Japan, lốc dập chữ Xenon Komitsu nha. Ha. Rồi chế thì chế zin ra ngang một kim. Máy chạy rất là tua rất là nhanh. Đó. Tôm liền tôm nhựa giùm em. Áo zin ha, 1,7 triệu nha. Ốp lưng như chữ Xenon. Đó, N7 giùm em. Đó, máy này xài gia đình ngon lành luôn ha. Ga thì gạt xuống, công tắc nè. Mở nè. Chắn cỡ zin đầu bò zin. Đắp zin. Quá. Wow. 1,7 triệu trên N7 ha. Vậy nên cái máy su tua chạy rất là nhanh ha, chạy rất là bền và khỏe. Đó, có cái bộ tản nhiệt bằng nhôm đó nè nghe mấy anh. Rồi, mấy anh chốt này nhớ mà N7. Em sang N8, cơm máy su. Máy chạy gì nghe nó bạo nhưng mà giật lại cái nó cây. À, cái loại này tại nó nổ lớn ha mấy anh. Có cái buông nó nhìn cái ống buông nó. Ưu điểm đầu tiên là chụp giật trợ lực nha, giật rất là chuẩn. Đó. Lốc máy quá sáng và đẹp ha, chế zin ra ngang một kim nha. Bình xăng lớn zin. Có cái tum bằng nhôm nè, bảo vệ bình xăng lớn ha. Đó. Ưu điểm nữa là tum nhôm tum gầy ha em anh. Đầu máy này về đấu xịt thuốc là xịn sò luôn. Vừa tum gầy vừa trợ lực mà 26cc phát cước thoải mái luôn ha. Có 1,8 triệu trên N8 thôi. 1,8 triệu ha. Hai tay cầm. Ga nó nè, rất là nhẹ ha. Bật lên là tắt, bật xuống là mở nha. Mấy anh coi stop nè, bật lên là tắt ha. Chắn cỏ zin đầu bò zin nha. Cái đầu bò có chén chống mòn đỏ luôn nha mấy anh. Cây này nè em thấy 8 trên 10 điểm rồi đó. Rồi mấy anh chốt này nhớ cho em N8. Rồi em sang N9 Magu Yanma ha. Cực kỳ là giãn ha mày. Lên cái xịn sò. Nè, bên sân lớn nó zin cái tem nó còn không. Đó. Chế zin hai kim ra ngang luôn. Cái áo nó hơi bị đen đen đây ha nhưng mà áo zin. Nè, còn rất là đẹp nha mày. Wow. Đó, chế zin hai kim ha. Cái chế zin người ta chỗ này là màu đen nha, còn cái chế mới là nó màu vàng nha mày. Nó không có làm màu đen đâu. Nó xâm phạm vô cái bản quyền phạt muốn chết nè. Có anh không biết cái nó chế này chế mới không phải nha. Mà đặc biệt cái chế chỗ này nó mới hay là cũ gì là em sẽ nói luôn nghe mấy anh. Đó, mua hàng ở đâu không biết mà của em này em nói rõ hết cho nên anh nghe cho kỹ nha. Rồi lóc chỗ này nó dập chữ Japan nè, ủa dập chữ One Pro nè. Tum nhôm tum gợi ha, tum vuông luôn. 260 ha, cắt cỏ bơm nước xịt thuốc gì là ngon lành hết. Công tắc zin, hai tay cầm ra giữ ha. Chán cỏ zin đầu bò zin nha. Cái này thì lóc nó dập Japan sẽ nằm ở đây chỗ cái vú anh nhìn xéo qua vú bơm á đó, thùng máy còn luôn ha. Rồi 2 triệu cho N9 giùm em. Hệ Magu, bao xài bao khỏe luôn. Em sang N11. N11 là Xenon. Mấy ăn cơm này nghe nó nổ. Cái tua nó thái chỗ là tua nó nhanh mấy anh. Những cái hàng khác chạy không lại là chỗ đó, đó. Đó. 2711 Made in Japan ha. Chế hai kim ra ngang luôn và lóc nó sẽ dập chữ Xenon Komitsu chỗ này. Em anh tháo cái miếng nhôm này ra anh sẽ gặp anh mẻ đèn cái ha, nhưng mà không sao, máy móc em bao zin hết. 2 triệu nha. N35 ly 2 triệu, 27cc nha. Tum nhôm tum liền ha. Rồi Xenon nè đó, hai tay cầm ra giữ, chắn cỏ zin đầu rồi zin theo máy ha. Thung nè, bình xăng lớn còn luôn, quá đã. Cái hệ gì này chạy rất là khỏe nghe em anh. Cái này là hệ này đi phát cỏ thuê là em bao mình phát luôn. Đó, rất là ngon lành. N10 2 triệu ha. Rồi, em sang N11. N11 là Mitsu TL261 nha. Xu chạy thì khỏi phải bàn cãi ha. 2,5 triệu cho thằng này nha. Bình xăng lớn zin mà trắng tư luôn, chụp giật trợ lực ha. Chế hai kim le đỏ tự động. Đó, lâu lâu mới kiếm được một cái máy hợp lệ với mình thì tranh thủ chốt nha em anh. Lóc sẽ dập chữ Made in Japan ở đây. Nhớ giùm em số tự em này là 2,5 triệu ha. Mình tháo đầu máy này ra mình cắt cỏ rồi mình bơm nước rồi mình xịt thuốc được luôn ha em anh. Đó. Cái tum nó tum nhôm 260 nha. Công tắc nó trên đầu máy.
hai tay cầm ra giữ ha, ráp bắn tĩnh điện màu hồng, tay trái là tay lệch ha, cầm cho nó đỡ mỏi tay đó. Trắng cỏ diêm đầu bò diêm có thông số nè đó, mấy anh có thể chụp lại ha, có cái đế bảo vệ mình săn lớn luôn nè. Nước sơn diêm ha, chạy chạy sơ gì chứ má này chạy dữ lắm, khỏe nha mấy anh, ăn tiền cho cái chế này luôn. N11 2,5 triệu ha. Rồi cuối cùng N12 kêu vip là máy to nha mấy anh, 36 ly, nhưng mà công suất nó 31 cc, dập giật nó có trợ lực ha, máy to mà có trợ lực thì giật rất là xịn sò ha. Chế zin đóng le nè, mở le nè, chế này là chế bê tông ga ha, tôm nhôm, tôm gờ, tôm liền nha, tôm này rất là dày và bự luôn ha. 2,5 triệu cho N12 nha. Đó, hai tay cầm ra giữ, công tắc trên ghi đông luôn, trung hệ luôn ha, đầu bò riêng, trắng cỏ mới nha, 315 nha mấy anh, có chân trống nữa nè. Đó, máy này zin 100% nha, mấy anh có gì thắc mắc cứ liên hệ là 0913 1366 giùm em ha, 6620 chứ. Rồi chào và hẹn gặp lại mấy anh nha, tạm biệt.